thắng Pháp không? À, xoay rồi, xoay rồi. Xoay rồi. Có quả lưới rồi. Thôi rồi. Thắng này, bình tĩnh thắng ạ. Bình tĩnh. À, đấy, cũng được. Cũng ra gì ra phết đấy. Ôi, áp lực quá. Xoáy, khóa xoáy đúng không? Ủa, gần được. Dơ cao đánh khẽ, dơ cao đánh khẽ. Quá khó, đập lét nhỉ, đập rất là rất bình tĩnh. Đấy, được đấy, được đấy. Đỡ được quả, hai quả đầu là kinh lắm rồi. Phí rồi, phí rồi. À, được. Chém kinh đấy. Mỗi tội ra ngoài rồi. À. Cái đấy, cái đấy xỉa đấy. À, ơi khó rồi. 11-3.